Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 910. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn im lặng như tờ, không có chuyển động nào diễn ra. Tính Ngục Võ Thành lập tức phất tay, thi triển chiêu thức lần nữa. Âm 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 âm. Rất nhiều tiếng nổ rung trời lập tức vang lên khắp mọi nơi. Vô số sợi đất đá từ mặt đất bắn ra, điên cuồng quét sạch mọi thứ xung quanh. Những sợi đất đá đó giống như những lưỡi dao, dễ dàng cắt đứt mọi thứ xung quanh và không có gì có thể chống lại được lưỡi sắc bén của chúng. Trấn Ngục, ông vẫn còn thời gian quan tâm tới người khác sao? Lúc này giọng nói lạnh lùng của Lâm Minh truyền đến. Trấn Ngục Võ Thành giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lâm Minh đang lao về phía mình. Với sức mạnh của cậu thì không thể giết được tôi. Trấn Ngục Võ Thành gầm lên, lần nữa kích hoạt sợi xích đá quấn nó về phía Lâm Minh. Hiện tại ông ta không muốn giết Lâm Minh, chỉ muốn giữ chân anh. Sau khi giải quyết được những người âm thầm hỗ trợ Lâm Minh ở Long Tâm Thành, ông ta mới có thể toàn tâm toàn ý đối phó với Lâm Minh và giết chết anh. Nếu không có nguồn cung cấp năng lượng bí mật này, khả năng tự chữa lành của Lâm Minh sẽ không có gì đáng sợ, muốn loại bỏ anh sẽ cực kỳ dễ dàng. Nhưng Trấn Ngục Võ Thành lúc này rõ ràng đã đánh giá thấp Lâm Minh. Sau khi dành thời gian quan sát Trấn Ngục Võ Thành lâu như vậy, phần lớn chiêu thức của ông ta để không còn tác dụng với Lâm Minh. Những sợi xích đá vừa lao tới, Lâm Minh đã dùng kiếm chém đứt. Thanh tà kiếm lập tức vung lên cắt đứt sợi xích đá. Mặc dù sợi xích đá rất đáng sợ, nhưng Lâm Minh chỉ cần liếc qua cũng có thể nhìn ra điểm yếu của nó. Sau khi cắt đứt sợi xích, Lâm Minh lại vung tay lên, nhưng anh không dùng kiếm nữa mà bắn ra lượng lớn kim bạc đâm vào Trấn Ngục Võ Thành. Kim bạc sao? Trấn Ngục Võ Thành sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức ngừng tìm kiếm đám người lang gia, tức là tìm cách xua đi những cây viên bạc đang lao tới. Hầu hết những cây viên bạc đều bị hất bay đi, nhưng hơn chục chiếc kim vàng không hề có dấu hiệu rung chuyển mà vẫn đâm thẳng về phía Trấn Ngục Võ Thành. Khi đó, Trấn Ngục Võ Thành mới hiểu được những cây viên bạc trước đó chỉ là vật che chắn, đây mới là sát chiêu thực sự. Ông ta lập tức giơ tay lên và cũng phát huy ra sức mạnh phi thăng. Hàng chục ngàn mũi kim khí bay ra vào lúc ông ta giơ cánh tay lên và đâm vào những chiếc kim vàng kia. Những chiếc kim vàng bị phản công không ngừng rung lên, sau khi đến gần Trấn Ngục Võ Thành thì đều rơi xuống đất, phát ra những tiếng kêu lanh lảnh. Mấy trò tạp kỹ rẻ tiền này mà cậu cũng dám sử dụng để chống lại tôi sao? Trấn Ngục Võ Thành khinh thường hừ lạnh. Là trò tạp kỹ thật sao? Lâm Minh bỗng nhiên cao giọng lên quảng tám. Trấn Ngục Võ Thành hơi giật mình, hoàn toàn không hiểu Lâm Minh nói gì, nhưng giây tiếp theo, phum, một âm thanh kỳ dị phát ra, toàn thân Trấn Ngục Võ Thành run rẩy như bị điện giật. Đôi mắt ông ta đột nhiên mở to. Sau đó ông ta chậm rãi vặn cổ nhìn sang một bên. Ông ta nhìn thấy một cây kim vàng mảnh dính chặt trên cổ mình. Hóa ra là dù là kim bạc hay kim vàng thì cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi. Lâm Minh đã bí mật giấu một cây kim từ lâu đâm vào cổ ông ta mà không để cho Trấn Ngục Võ Thành nhìn thấy. Sao thể như vậy được chứ? Cây kim này từ đâu ra? Trấn Ngục Võ Thành không thể hiểu được. Rõ ràng ông ta đã tập trung toàn bộ sức lực, tập trung sự chú ý, lắng nghe mọi hướng và quan sát mọi hướng. Tại sao người này vẫn có thể đâm kim lên người ông ta chứ? Trấn Ngục chậm rãi giơ tay lên, sờ vào chiếc kim cắm trên cổ mình, sau đó cẩn thận rút ra. Y thuật của ông ta không tệ, hiểu biết về châm cứu đương nhiên khác với người thường. Dù người bình thường rất khó lấy chiếc kim này ra, nhưng ông ta vẫn biết cách rút nó ra mà không gây ra bất kỳ tổn hại nào. Nhưng vào lúc Trấn Ngục rút nó ra, cơ thể ông ta cứng ngắc, tựa như toàn bộ linh hồn vừa bị rút đi. Ông ta nhìn thấy chiếc kim bạc được bao phủ bởi một luồng sức mạnh nhàn nhạt, và sức mạnh này rõ ràng là của ông ta. Cái này, điều này là không thể, đây không phải là sức mạnh phi thăng của chính mình sao? Trấn Ngục mở miệng lẩm bẩm, trong đầu như có tiếng sấm sét vang lên. Ông ta thực sự không hiểu tại sao sức mạnh phi thăng của mình lại gắn vào cái kim bạc của Lâm Minh. Nhưng rất nhanh, trong đầu Trấn Ngục xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ. Lúc này Lâm Minh lại một lần nữa phóng ra vô số kim bạc hướng về phía Trấn Ngục. Những chiếc kim bạc này bao phủ cơ thể ông ta như một cơn mưa xối xả. Trấn Ngục kinh ngạc đến mức bất giác lui lại. Lúc này ông ta không còn muốn chiến đấu với người này nữa. Tiểu Thiên, nhanh tới trợ giúp tôi rời đi. Trấn Ngục gầm lên, quay người bỏ chạy. Cái gì? Tiểu Thiên Võ Thành cũng sửng sốt. Trấn Ngục Võ Thành vô địch, bất khả chính bại, giờ lại muốn chạy trốn sao? Tại sao lại phải chạy chứ? Rõ ràng lúc này ông ta không hề bị thương nhiều, còn có thể chiến đấu tiếp mà. Tại sao đột nhiên lại nghĩ tới việc chạy trốn chứ?
Trong lúc nhất thời, Tiểu Thiên Võ Thần không biết phải làm sao. Đối cục Lâm Minh này là kẻ có thể khiến Trấn Ngục phải chạy trốn. Để tiếp tục giao đấu, người thanh niên này có bao nhiêu cơ hội chiến thắng? Có điều Tiểu Thiên Võ Thần không biết. Trấn Ngục hoảng sợ là bởi vì Lâm Minh đã nhìn thấu sức mạnh phi thăng của ông ta. Tôi đã sai, tôi thực sự đã quá sai lầm. Gặp phải kẻ địch thì phải lập tức giết chết ngay, không nên chần chừ như vậy. Nếu ngay từ đầu tôi quyết tâm chiếc kẻ này, chặt cậu ta thành từng mảnh mà không cho cậu ta có cơ hội chữa lành cơ thể, thì bây giờ cậu ta đã là một vũng bùn thịt rồi. Đáng tiếc tôi đã không làm việc này, mà đã cho cậu ta đủ thời gian để quan sát sức mạnh phi thăng của tôi. Cậu ta đã bắt đầu quan sát từ khi tôi đánh nhau với Hít Đồ và Bôn Lôi. Bây giờ cậu ta đã nhìn thấu mọi thứ, cũng hoàn toàn hiểu được sức mạnh phi thăng của tôi. Bây giờ tôi muốn giết cậu ta thì khó như lên trời. Trấn Ngục Võ Thần vô cùng hối hận, nhưng cũng không hề sợ hãi. Rốt cuộc thì mọi sự đã rồi. Thì là mình đã nhìn thấu sức mạnh phi thăng của Trấn Ngục, thậm chí có thể mô phỏng sức mạnh phi thăng của ông ta để cải trang và tấn công ta. Nhưng muốn giết vị võ thần này cũng hề đơn giản như vậy. Chỉ cần tôi có thể thuận lợi ra khỏi đây, không tới mấy ngày tôi sẽ thay đổi khí tức sức mạnh phi thăng của tôi. Đến lúc đó tái chiến, chắc chắn tôi sẽ không để tình. Dốc hết sức thì trong vòng mấy giây sẽ giết chết cậu. Trấn Ngục suy nghĩ trong lòng, nhưng thấy Tiểu Thiên Võ Thần không có động tĩnh gì, ánh mắt ông ta lập tức nghiêm nghị, sát ý tỏa ra. Tiểu Thiên, ông biết rồi sao? Cứ mau giúp tôi thoát hiểm sao? Trấn Ngục Võ Thần đại nhân, ông mạnh như vậy sao cả thằng nhóc cũng đối phó được chứ? Rốt cuộc thằng nhóc đó có chỗ nào đặc biệt sao? Tiểu Thiên Võ Thần không vội ra tay, hỏi ngược lại. Trấn Ngục Võ Thần lập tức nghẹn lời. Đương nhiên ông ta không thể nói ra chuyện sức mạnh phi thăng của mình bị Lâm Minh nhìn thấu, nếu không thì uy tín ông ta để đâu. Nhưng dù gì cũng là con mắt chí tôn, mắt của chí thương viễn cổ. Trong thời gian dài như vậy, nhìn thấu sức mạnh phi thăng của ông ta đương nhiên không phải là chuyện khó. Thực ra chỉ là nhìn thấu và mô phỏng, muốn đánh bại Trấn Ngục Võ Thần thì vẫn không thể. Nhưng Lâm Minh dùng châm mô phỏng sức mạnh phi thăng của Trấn Ngục tấn công ông ta. Không lâu nữa, Trấn Ngục sẽ bị Lâm Minh tiêu hao hết sức lực. Hơn nữa, cứ tiếp tục chém giết như vậy, ông ta sẽ bị Lâm Minh nhìn thấu nhiều bí mật hơn. Điều này vô cùng bất lợi với ông ta. Đừng hòng chạy thoát. Tiểu Thiên quan sát đến nhìn Lâm Minh thừa thắng truy kích, không ngừng sử dụng châm bạc. Số châm bạc đó bị Lâm Minh dùng khí tức sức mạnh phi thăng tương tự Trấn Ngục bao vây. Chỉ cần Trấn Ngục sử dụng sức mạnh phi thăng, khi số châm bạc đó đến gần Trấn Ngục, ẩn giấu trong sức mạnh phi thăng của ông ta, khiến ông ta không thể kịp thời biết được sự tồn tại của châm bạc. Không lâu sau, trên người Trấn Ngục lại có thêm vài cây châm bạc. Nhưng ông ta không chịu yếu thế, vừa nhanh chóng xử lý châm bạc trên người, vừa buông tay nhắm về phía Lâm Minh. Lần này Trấn Ngục Võ Thần không sử dụng sát chiêu nữa, mà cũng dùng châm bạc tấn công. Trấn Ngục Võ Thần sử dụng toàn châm khí, tốc độ nhanh nhạy, vả lại còn cực kỳ chuẩn xác. Tân thuật của Lâm Minh có thể nói là kỳ phòng địch thủ, nhưng đối mặt với châm khí của Trấn Ngục vẫn cảm thấy run rẩy trong lòng. Anh dùng châm bạc đánh bay châm khí của Trấn Ngục Võ Thần. Châm hai bên va chạm với nhau, phát ra những tiếng nổ chói tai. Sau khi những tiếng nổ đó tan đi, trên người Lâm Minh cũng có thêm vài cây châm khí. Có thể anh run rẩy, đưa tay khoét chỗ da thịt bị châm đâm trúng, tiếp tục ép sát Trấn Ngục Võ Thần. Nhìn Lâm Minh hùng hùng hổ hổ, dồn ép, đôi con người Trấn Ngục Võ Thần trở lên đỏ như máu. Hiếp người quá đáng, còn tụi tôi không giết được cậu sao? Tôi sẽ cho cậu nếm trải cách chết đáng sợ nhất trên thế gian. Nói xong, Trấn Ngục Võ Thần vung tay đánh xuống mặt đất, ầm! Khi chưởng đánh xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất lún xuống. Lâm Minh sửng sốt, lập tức bày ra tư thế phòng ngự. Ông ta định làm gì chứ? Chẳng lẽ Trấn Ngục Võ Thần lại định sản sinh ra sức đá quỷ quái kia sao? Nhưng sức đá mà ông ta sử dụng lúc trước không thể làm mình bị thương. Đã đến bước này, chiêu pháp bình thường của Trấn Ngục Võ Thần hoàn toàn không có tác dụng gì. Mấy giây sau, Lâm Minh chợt phát hiện ra điều gì đó, vội vàng nhìn quanh. Mặt đất xung quanh nứt ra, sau đó những luồng khí màu đỏ máu tuôn trào bao vây xung quanh người anh. Độc lực sao? Lâm Minh lập tức bình tĩnh. Mệnh tuyệt, trận sát, chết đi! Trấn Ngục Võ Thần hét lên. Độc màu đỏ ở xung quanh giống như chiếc miệng đó lòm lao tới Lâm Minh. Lâm Minh biến sắc. Độc này đúng là cá thế vô song. Hiểu biết về y thuật của Trấn Ngục Võ Thần chắc chắn nằm ngoài sự tưởng tượng của người thường. Đương nhiên Lâm Minh không dám sơ ý, sử dụng hầm mông đâm châm đâm vào mỗi huyệt vị trên người mình, đồng thời sử dụng sức mạnh phi thăng phong tỏa kinh mạch huyết quản của mình để phòng độc xâm nhập. Đối diện với độc đáng sợ như vậy, dù là xương chí tôn vạn độc bất xâm cũng cảm thấy gian nan. Chỉ cần có một chút độc đi vào cơ thể Lâm Minh, thân xác của Lâm Minh chắc chắn không thể kháng cự.
chỉ có thể dựa vào sức mạnh phi tăng và y thuật chặn kín mọi lối ra vào, có thể thẩm thấu độc trên cơ thể mới thể phòng được độc. Thế là hai bên bắt đầu giằng co với nhau. Xung quanh Lâm Minh vì có sức mạnh phi thăng dày dặn bao bọc nên trở nên vô cùng trắng bệch. Trấn Ngục Võ Thần thôi thúc độc như điên, độc màu đỏ tươi giống như những con rồng giờ non lấp biển không ngừng tông vào cơ thể Lâm Minh. Hết lần này tới lần khác, Lâm Minh mở to hai mắt nhìn chằm chằm độc đánh về phía mình, định nhìn thấu và phá giải. Anh phải tranh thủ nhìn thấu được thành phần của độc này trước khi mình không kiên trì nổi nữa. Nhưng sao Trấn Ngục có thể không biết được sự đáng sợ của mắt Chí Tôn? Hắn tiếp tục đánh phá, tăng cường độc lực như điên. Hiện trường căng thẳng, dường như hai bên đã đánh nhau đến mức vô cùng quyết liệt. À! Cuối cùng Trấn Ngục Võ Thành đột nhiên gào lên điên cuồng, cả cơ thể tỏa ra một luồng sáng thần bảy màu hội tụ ở hai tay. Sau đó ông ta chuyển động hai tay truyền luồng sáng vào độc kia. Trời nhắm mắt, toàn bộ độc đã thay đổi, con rồng đỏ máu cuồn trào hòa vào với nhau, hóa thành một con thái cổ thương long tỏa ra ánh sáng bảy màu, há miệng cắn xé Lâm Minh. Thái cổ độc lực sao? Lâm Minh kinh ngạc, còn như không dám tin vào mắt mình. Trấn Ngục Võ Thần vì phá thân xác của mình mà dùng tới cả sức mạnh bản nguyên, còn thiết hy sinh tu vi bằng mọi giá gắng gượng tăng cường độc lực. Lâm Minh không chống đỡ được nữa, bị thái cổ độc lực đánh bay. Đợi đến khi đáp xuống, ở ngực đã lóe sáng lên ánh sáng thần. Không nghi ngờ gì nữa, độc đã vào trong cơ thể. Lâm Minh còn chưa đứng vững, miệng đã phun ra một ngụm máu tươi. Ha, lần này xem cậu còn chống đỡ thế nào. Hai mắt Trấn Ngục tỏa sáng, nhưng vì sử dụng sức mạnh bản nguyên nên bản thân ông ta cũng kiệt sức, miệng tràn máu, cả người quỳ xuống đất không thể đứng thẳng. Lâm Minh vội vàng cho đan dược vào trong miệng, đồng thời sử dụng hồng minh bên châm định giải độc. Vô dụng thôi. Trấn Ngục cười nhạt. Độc của tôi có thể sánh với thần độc viễn cổ, dù ý thuật của cậu có lợi hại, có mạnh đến mấy cũng thể nào giải được độc của tôi trong thời gian ngắn. Độc này sẽ lấy mạng cậu trong vòng nửa tiếng, dù cậu có là đại la kim tiên cũng sẽ chết chắc. Lâm Minh không thèm quan tâm, tiếp tục giải độc. Trấn Ngục lại chậm rãi đứng dậy, bước từng bước về phía Lâm Minh. Có thể dồn tôi tới bước đường này, cậu rất giỏi đó, nhưng đến lúc kết thúc rồi, cậu trúng độc của tôi, bây giờ cả sức mạnh phi thăng cũng không sử dụng được, không thì cậu sẽ nổ tung cơ thể ngay lập tức. Trong mắt tôi, cậu còn không đủ sức làm gì, cậu đã là con cá trên thớt. Rồi đến đó, Trấn Ngục chậm rãi tích lũy sức mạnh phi thăng cuối cùng để đến trước mặt Lâm Minh chuẩn bị đánh xuống. Ánh mắt Lâm Minh lạnh đi, chuẩn bị liều mạng. Người thấy giáo huyết đao đã xông tới thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Trấn Ngục, sao ông dám làm như vậy? Mộ Dung. Trấn Ngục Võ Thần ý thức được chủ nhân của giọng nói đó là ai, gần như ngay lập tức quay đầu lại. Sao đừng, đột nhiên có một nhóm cao thủ của tòa nhà trao thưởng xông tới. Mộ Dung Tùng cũng ra tay đánh về phía ông ta. Mộ Dung Tùng không nhẫn nhịn được nữa, ông ta luôn chờ đợi thời khắc này. Trấn Ngục Võ Thần và Lâm Minh đánh nhau, thiệt hại chính là lúc ông ta là ngư ông đắc lợi. Hai mắt của họ nóng bừng lên, trong con ngươi tràn ngập sự mừng rỡ, lao về phía Trấn Ngục Võ Thần như điên, dường như đang dồn hết sức lực. Nhưng Trấn Ngục Võ Thần có vẻ đã chuẩn bị từ trước, quay người đánh ra một gai xương. Gai xương đó giống như cơ quan, khoảnh khắc rời khỏi lòng bàn tay ông ta thì lập tức nổ tung. Âm! Gai xương hóa thành vô số xích xương dài mảnh, tiếp tục bay múa. Xích xương vô cùng sắc bén, hơn nữa vô cùng nhanh nhạy và phi phàm. Tất cả các thủ tòa nhà cho thưởng đều gần như bị xích xương chém ngang lưng. Máu tươi, nội tạng rải đầy đất. Hiện trường giống như địa ngục, máu thịt bắn tung tóe. Cái gì? Nhưng ngược lại sợ hãi. Mộ Dung Tùng run sợ không thể tin nổi. Mộ Dung, ông nghĩ tôi ngu sao? Tưởng tôi quên mất tòa nhà cho thưởng các người muốn làm ngư ông đắc lợi. Muốn chơi tôi thì đợi lúc khác đi, các người còn xanh lắm. Trấn Ngục Quá Thành cười nhạt. Tôi đối với kẻ này đến bây giờ vẫn không dám dùng hết sức lực để đến đề phòng đám chó mèo các người. Vừa rồi chỉ giá vờ tỏ ra suy yếu, khiến các người lơ là, không ngờ các người thực sự mắc bẫy. Trấn Ngục, quả nhiên ông lòng dạ rất thâm sâu, tâm tư kín đáo, nhưng ông cũng đừng đắc ý, chẳng lẽ tôi không chuẩn bị chút gì sao? Mộ Dung Tùng đột nhiên nói. Trấn Ngục nhíu mày, ông thì có thủ đoạn gì chứ? Thủ đoạn của tôi rất nhiều. Mộ Dung Tùng lại nụ cười, sau đó ánh mắt trở nên dữ tợn, hai tay cua múa, không biết sử dụng pháp quyết gì. Trong nháy mắt, cơ thể ông ta bùng lên ánh sáng đỏ, sau đó những khối thi thể những người bị Trấn Ngục Võ Thành giết chết lại nhanh chóng ngọ ngoài lao về phía Trấn Ngục Võ Thành. Cấm thuật thần hồn phá diệt trận. Mộ Dung Tùng gào lên, sức mạnh phi thăng tuôn trào. Trong nháy mắt, tất cả máu thịt nhanh chóng vẽ thành một đường tròn lấy Lâm Minh và Trấn Ngục Võ Thành làm trung tâm.
cốt nhục huyết trận sao? Tuấn Ngục Võ Thần không thể tin nổi, lúc này mới phát ra những kẻ thủ tòa nhà treo thưởng la tới chỉ là vật hy sinh của Mộ Dung Tùng. Ông ta cố ý sai những người đó xông tới chịu chết để dùng máu thịt của bọn họ bày trận. Tòa nhà treo thưởng kinh doanh đến nay, bọn họ nắm trong tay vô số thủ đoạn, trận pháp kỳ dị nào cũng có. Thần hồn phá diệt trận là trận pháp hung hãn nhất, đáng sợ nhất trong cấm thuật mà Mộ Dung Tùng nắm giữ. Tôi hy sinh 108 cao thủ đỉnh cấp của tòa nhà treo thưởng, khiến bọn họ chết trong tay ông. Và giờ khắc cuối cùng, tư duy của bọn họ sinh ra thù hận vô tận đối với ông. Thế thì sức mạnh trận pháp phát huy từ máu thịt của bọn họ sẽ càng mạnh, quy lực của thần hồn phá diệt trận cũng nâng cao. Tuấn Ngục, đời này không ai có thể cứu được ông nữa, hôm nay ông định sẵn là phải chết trong tay tôi. Nói xong, mới chúng cùng gào lên trận thành. Đại trận bằng máu thịt nhanh chóng kích hoạt, hóa thành bức tường thịt hình tròn vây kín hai người vào trong. Cái gì? Đám người bà tổ huyết đau và miệng mọc vô cùng chấn kinh. Trong bóng tối, đám người lang gia cầm kiếm nữ cũng khỏi kinh hãi thò đầu ra nhìn. Trong nhìn cảnh tượng này mà không thể tin nổi, đây là Ngộ Thương sao? Chủ tịch Mộ Dung, ông đừng làm Lâm Đại Danh bị thương, mau chữa ra một lỗ hổng để Lâm Đại Danh ra ngoài. Bà tổ huyết đau vội hét lên, nhưng Mộ Dung Tùng không có ý định nương tay. Chủ tịch Mộ Dung, bà tổ huyết đau sửng sốt nhìn ông ta hét lên. Mộ Dung Tùng vẫn không quan tâm, tiếp tục sử dụng trận pháp đáng sợ đầy máu tanh đó. Nhìn đến đây, bà Thu Huyết Đao đã hiểu ra Mộ Dung Tùng không Ngộ Thương mà là cố tình giết cả Lâm Minh. Vì trong mắt ông ta, Lâm Minh có thể đối kháng với Trấn Ngục Võ Thành cũng là một mối đe dọa. Nếu hôm nay ông ta tiêu diệt được Trấn Ngục Võ Thành và Lâm Minh thì toàn bộ Lâm Mạch dưới lòng đất sẽ cho ông ta sừng vương sừng bá. Chỉ một tiểu tiên Võ Thành nho nhỏ hoàn toàn không tính là gì, không thể chống lại tòa nhà treo thưởng. Mộ Dung Tùng kiên quyết bình tĩnh, đằng mã khuyên nhủ nhiều lần cũng không dao động, nhấn nại chờ thời cơ. Bây giờ thời cơ tốt nhất cuối cùng cũng đã đến, đây là cơ hội duy nhất để ông ta sừng bá long mạch dưới lòng đất. Thời cơ tốt như vậy sao ông ta có thể bỏ qua được chứ? Chủ tịch Mộ Dung, ông không nghe thấy lời tôi nói hay sao? Bà tổ huyết đau không nhìn được nữa, rút huyết đau ra quát lớn. Người thế gian huyết đau bao vây lại, sát khí sôi trào. Nếu Mộ Dung Tùng không đồng ý, e là lưỡi đau của bọn họ sẽ nhắm vào ông ta. Nhưng Mộ Dung Tùng khinh thường nói, thế gian huyết đau, các người cảm thấy mình có tư cách đối đầu với tôi sao? Ông ta vừa dứt lời, nhiều cao thủ trong tòa giải thư thưởng đã xông ra bao vây người thế gian huyết đau. Khốn kiếp, giết! Bà tổ huyết đau tính tình cương trực, không muốn nhiều lời, ra tay trực tiếp. Hai bên lao vào chiến đấu đã đến mức không thể tách rời. Mộ Dung Tùng thấy vậy cũng không hề để tâm. Bà tổ huyết đau chưa khôi phục hoàn toàn, hơn nữa lực chiến đấu với tiểu thiên võ thành cũng đã tiêu hao không ít. Dù người của ông ta không đánh bại được thì cũng có thể kéo chân bà tổ huyết đao. Chỉ cần thuận lợi giữ được chân bà tổ huyết đao, mọi thứ đều không thành vấn đề. Nhưng rõ ràng ông ta đã giành chết thấp đám người lang gia. Mặc dù lang gia cầm kiếm nữ Thường Lạc Phúc, Ngựa Bích Hồng ở trong bóng tối và chuyển sức mạnh phi thăng cho Lâm Minh, nhưng bây giờ bà họ vẫn còn sức chiến đấu. Thấy Lâm Minh và Trấn Ngũ Thành bị Mộ Dung Tùng nhốt trong trận pháp thì lộ rạch đao ra gia nhập trận chiến đấu. Có bà họ hỗ trợ, đám người tòa nhà chết thưởng không chiếm được lợi thế nào. Nhưng càng lúc càng có nhiều người của tòa nhà chết thưởng gia nhập trận chiến. Từ trận chiến Võ Thành đến nay, tòa nhà chết thưởng không tổn thất quá nhiều người. Bà họ luôn ngồi trên núi xem hổ đấu, đương nhiên không hề sợ gì. Hả? Sao chuyện lại thành ra thế này chứ? Đại Thành dẫn người chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì vô cùng ngạc nhiên. Chủ tịch, làm vậy có phải hơi vô lý hay không? Lý Quân Nhân của tòa nhà chết thưởng cũng ngạc nhiên. Đặc biệt là khi nhìn thấy Mộ Dung Tùng vì đối phó của Trấn Ngục Võ Thành mà hy sinh hơn 100 cao thủ đỉnh cấp của tòa nhà treo thưởng. Chuyện này khiến không ít người đã cày cuốc cho tòa nhà treo thưởng mấy chục năm như Lý Quỳnh Nhân cảm thấy thất vọng. Chẳng lẽ trong mắt chủ tịch mà họ chỉ là công cụ để lợi dụng hay sao? Lý Quỳnh Nhân, Đại Thành, các ông còn ngây ra đó làm gì, mau qua đây giúp tôi để giết những người này cho tôi. Mộ Dung Tùng thấy tình hình không ổn, lập tức hét lên và đánh người Lý Quỳnh Nhân ở cửa. Nhưng chủ tịch, Lý Quỳnh Nhân muốn nói lại thôi. Lão sợ các người dám không nghe lệnh tôi sao? Mau qua đây! Mộ Dung Tùng lại quát lên, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Đám Lý Quân Dân do dự không thôi, không biết phải làm sao. Đã có người không quen nhìn hành động vô nghĩa của Mộ Dung Tùng phẫn nộ rời đi, càng nhiều người cảm thấy băn khoăn. Dù gì bọn họ cũng là người của tòa nhà treo thưởng, đương nhiên nghe thấy mệnh lệnh của Mộ Dung Tùng. Hơn nữa, Mộ Dung Tùng đối xử với họ không hề tệ bạc. Làm sao đây? Có người hỏi Lý Quân Dân. Lý Quân Dân nghiến răng cuối cùng vất tay. Các người muốn đi thì đi đi, tôi thật sự không đi được.
Đội trưởng Lý, sau chuyện này ông không sợ chủ tịch trách tội ông sao? Tôi sẽ giải thích với chủ tịch. Vậy được, đội trưởng Lý, ông tự mình báo trọng. Mà họ hét lên, lập tức cầm vũ khí xông tới. Nhiều người gia nhập trận chiến đấu. Thế gian huyết đao cầm kiếm nữ, nhóm đăng gia lập tức rơi vào thế yếu. Mà họ vừa chiến vừa lùi, hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến Mộ Dung Tùng. Mộ Dung Tùng duy trì trận pháp máu thịt đáng sợ kia. Trận pháp sinh ra sức mạnh ăn mòn, điên cuồng ăn mòn Lâm Minh và Trấn Võ Thành. Còn Tiến Thế Võ Thành từ đầu đến cuối đều khoanh tay đứng nhìn. Tốt lắm, cứ kiên trì đi, cho tôi nửa tiếng nữa, tôi sẽ tiêu hóa hết hai người, biến hai người thành máu. Chỉ cần hai người đó chết thì toàn bộ lâm mạch dưới lòng đất sẽ không còn ai là đối thủ của tòa nhà treo thưởng tôi nữa. Chúng tôi sẽ thống trị tòa nhà treo thưởng, toàn bộ lâm mạch dưới lòng đất đều sẽ thuộc về chúng tôi. Mộ Dung Tùng lấy lên sự điên cuồng và kích động, dường như nhìn thấy hình ảnh bước lên đỉnh cao. Đúng lúc đó, Trấn Ngô Võ Thành bị ăn mòn sức mạnh nổi giận, hoàn toàn phát điên. Muốn hóa giải cơ thể tôi sao? Mộ Dung Tùng, ông nghĩ đơn giản thế à? Trấn Ngô Võ Thành gào lên, cơ thể ông ta lại tỏa ra ánh sáng thành bảy màu. Lần này Trấn Ngục mới thực sự liều mạng. Ông ta có vẻ như đang thiêu đốt bản nguyên, thiêu đốt tuổi thọ của mình, giải phóng toàn bộ sức mạnh. Cắn ra cho tôi! Hai mắt Trấn Ngục đỏ lên, đánh một quyền về phía tường xây bằng máu. Trời nhà mắt, toàn bộ trận pháp máu thịt đột nhiên lay động, tường thịt bị đánh xuất hiện vết nứt khổng lồ. Mộ Dung Tùng chấn động, không tin được nhìn Trấn Ngục thật ở trong tường. Lực xung kích thật đáng sợ, không tốt, mình đã giá thấp thực lực của Trấn Ngục rồi. Mộ Dung Tùng căng thẳng, phải gia cố trận pháp báo thịt đó mới được. Trương Hà, Vương Cương, Mạc Quân Độ, các người mau qua đây giúp tôi thúc đẩy trận pháp. Mộ Dung Tùng hét lên. Một nhóm cao thủ tòa nhà trách thưởng ngay vậy lập tức bỏ cái địch trước mắt, quay đầu chạy đến bên cạnh Mộ Dung Tùng. Nhưng Mộ Dung Tùng không nghĩ ngợi gì, rút trường kiếm tinh xảo ở thắt lưng ra, nhanh chóng chém về phía bọn họ không kịp phản ứng, bị kiếm Mộ Dung Tùng chém đầu chết ngay lập tức. Cái gì? Một đám người kinh ngạc. Cậu Vương, cậu Trương. Lý Quân Nhận tròn tròn hai mắt, gắng sức hét lên. Các người không cần kinh ngạc, không cần đau buồn. Hôm nay đại địch của mọi người là Trấn Ngục Võ Thành, chỉ có trận pháp này mới thể nhốt được Trấn Ngục Võ Thành. Bây giờ sức mạnh trận pháp không đủ, tôi cần máu thịt của bọn họ để giết chết kẻ đó. Chỉ cần hy sinh bọn họ là có thể đổi lấy tương lai của chúng ta, sao không vui vẻ mà làm chứ? Dường như Mộ Dung Tùng nhận ra mọi người bất mãn, cao giọng gào lên định trấn an lòng người. Nhưng rõ ràng bọn họ đã bị cảnh tượng này dọa sợ, một lúc lâu sau vẫn không trả lời được. Cái cớ này rất tàn nhẫn, nhưng nghĩ kỹ là cũng có lý. Quy lực của cấm thuật này có hiệu quả với Trấn Ngục Võ Thành, nếu đã có hiệu quả đương nhiên phải duy trì cấm thuật. Cấm thuật này là dựa vào máu thịt mới thể duy trì. Theo cách nghĩ của Mộ Dung Tùng, sự hy sinh như thế là rất cần thiết. Nếu không giết chết được Trấn Ngục Võ Thành, 108 người lúc trước hy sinh sẽ là vô ích. Nhưng Trấn Ngục đâu dễ dàng bị vây giết như vậy. Lúc này Trấn Ngục đã giải phóng toàn bộ sức mạnh điên cuồng đánh giết. Trận pháp máu thịt không ngừng dao động. Dù Mộ Dung Tùng đã hội tụ tất cả sức mạnh đánh trên người Trấn Ngục Võ Thành cũng vô ích. Là mình rõ ràng dễ chịu hơn. Mộ Dung Tùng đã dùng hết tất cả sức mạnh trận pháp lên Trấn Ngục Võ Thành, anh hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì. Nhưng nhìn lúc hai người đang giằng co, là mình quanh chân ngồi xuống yên tĩnh, điều hòa độc trên người. Đối diện với sự tấn công điên cuồng của Trấn Ngục Võ Thành, trận pháp nó thì khó mà chống đỡ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trận pháp bị phá cũng là chuyện sớm muộn. Đông Thành, Lưu Thiên Vũ, các cậu qua đây. Mộ Dung Tùng lại gào lên. Bọn họ nghe gọi sợ hãi lùi lại, kinh hoàng nhìn Mộ Dung Tùng. Chủ tịch, chúng tôi mau lên một chút. Mộ Dung Tùng vô cùng sốt ruột nói ra. Chẳng lẽ các người không muốn hy sinh cho tòa nhà treo thưởng, định làm trái mệnh lệnh của tôi sao? Nhưng chủ tịch, im miệng, mau qua đây, nếu không sau chuyện này tôi chắc chắn sẽ giết các người. Mộ Dung Tùng lại gào lên. Bọn họ im như thóc, không biết nên làm thế nào. Đi cũng chết, không đi cũng chết. Bọn họ dứt khoát quay người chạy trốn thoát khỏi đây. Khốn kiếp, phản bội, đáng phản bội. Mộ Dung Tùng đột nhiên chửi toáng lên, nhưng ông ta phải duy trì trận pháp, không thể truy sát bọn họ. Trong lúc cấp bách, ông ta rút trường kiếm chém về phía nhóm người tòa nhà treo thưởng ở gần mình nhất. Những người đó còn đang đối kháng với người bà tổ hít đao, đột nhiên bị Mộ Dung Tùng chém cho một đao, lập tức tử vong. Chủ tịch, ông đi rồi sao? Tất cả bọn họ bị thủ lĩnh tàn nhẫn có Mộ Dung Tùng dọa sợ, nhưng Mộ Dung Tùng không hề quan tâm. Ông ta nhanh chóng thu gom máu thịt của những người bị ông ta giết chết, tăng cường cho trận pháp máu thịt. Nhưng vì ông ta đã quên mất một chuyện. Trước khi những người đó bị giết chết, bọn họ đang chiến đấu với đám người bà tổ hít đao. Bây giờ bọn họ chết đi, đám người bà tối đau không còn trở ngại, tất cả những phát điên xông đến chỗ Mộ Dung Tùng. Mộ Dung Tùng lập tức chấn kinh, cầm kiếm để lùi những người đó. Khi ông ta phân tâm để Trấn Ngục nắm bắt cơ hội, liều mạng tấn công trận pháp máu thịt. Trận pháp sắp sửa sụp đổ,
Mấy chú Tùng luống cuống tay chân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Trần Phát bị đánh phá cũng là chuyện sớm muộn. Phải làm sao đây? Mấy chú Tùng nhìn về phía người của tòa nhà trái thưởng.